Hello cả nhà, hôm nay năm mấy mẹ con đâu uống rượu ăn. Bữa giờ chưa ăn uống rượu, ăn cái đầu cá không à. Giờ mẹ mình đang cắt thịt ba chỉ. Xay. Mình thì lột tôm. Lột hết cái này chắc cũng hơn 1 kg hả mẹ ha? Tôm này hơn 1 kg không? Nhiều quá không? Ký à? Ký hả? Chuột chắc hơn á mẹ, nhiều quá mà. Nhiều á, tôm nó nặng mà. Tôm mà to nghe ngon quá. Ở đây ở gần biển nên rẻ nè. Ở kiểu con mua tôm mắc mẹ ơi. Ở Pháp ở xa, con ở chỗ xa biển. Đây gần biển. Gần biển mua đồ cái gì nó cũng rẻ hơn, đúng rồi. Chút mày ra mày lấy cái máy vô mày xay thịt. Dạ. Xay tôm. Sắc này tốt là mình tao lên á, mình đổ lên tên mặt á. Bé Út đang chuẩn bị bún hả? Phần lột bún. Phần bún là bé Út đang làm. Rồi giờ mẹ qua bắt đầu xay mẹ. Con lột xong tôm rồi kìa. Đây, tôm mình đã lột xong rồi nha. Thịt mẹ mình đã cắt, bây giờ cho vô xay nè. Vô mẹ. Tôm xay trước xong tới cà chua chút nữa là tao lên. Hôm nay là bún riêu ngon lắm nha. Bún riêu mẹ nấu là hơi bị ngon luôn, bởi vì hồi xưa mẹ mình, mẹ làm cái gì mẹ? Ở Gia Lai nấu bún bán. Bán bún riêu hả? Bán bún riêu, bún bò, rồi bánh xèo, rồi bánh nằm, bánh hỏi, bánh ướt. Hèn gì bánh. Hèn gì mẹ làm cái gì nó cũng ngon trơn. Giờ cho vô xay đi mẹ. Bây giờ mẹ đeo tay không? Thôi đưa vào mẹ. Đũa sớt sớt vô. Hả? Cho vô mẹ xay chua thịt tôm quá trời luôn. Mẹ làm hơi bị chất lượng á. Tôm này nó bự mà nó ngon gì đâu. Còn nấu bún riêu ở Pháp thì con toàn làm cái tôm khô không à. Xay hai lần thôi. Dạ. Mua tôm tươi này thì nó mắc. Thịt tôm không nhìn ngon quá. Đã thì cái chứ. Cái mình cái này cối nó bự mà mẹ không để xay một lần được à? Phải xay hai lần hả? Cối có bự xay được hết do mẹ kỹ chứ. Xay cả hai lần. Tôm bự sư. Ở đâu Odense là ở gần biển nên là ta mua đồ biển nó cũng rẻ hơn. Thịt nó riêu, thịt nó không có được nhỏ. Dạ, thịt nó phải hơi bự không mẹ? Mẹ nó xay tôm trước. Nó xay vậy mà xong nó trộn. Rồi tôm, phần tôm đã. Rồi giờ mày bỏ gì vô? Bỏ thịt vô. Thịt ba chỉ sắc sẵn nè. Thịt này khoảng chắc hơn nửa ký mày ha. Nửa ký. Chưa tới. Hả? 4 lạng à. Sao bỏ kia vô chung xay? Xay cái này nhỏ cho chân một chung. Nhỏ xong rồi cái đó mới gân nhỏ mới bỏ vô chứ. Nó dính cái cối luôn. Nó dai hơn bỏ chung. Cái gân nhiều thì bỏ vô. Cái này vô cho nó có đồ. Đó là hành tiêu. Hành tiêu bột ngọt. Bột ngọt. Muối, hành tiêu xíu bột ngọt muối. Chút xíu màu gạch tôm. Màu gạch tôm hả? Thơm hả? Có hành đồ tiêu rồi nó thơm hả? Trứng nữa, tôi đập trứng ra nữa mà. Trứng vô. Giờ đổ trứng vô. 5 cái trứng hả? Chà ngon quá hả? Đã thiệt rồi chứ. Bỏ tôm rồi mới xay luôn thêm lần nữa hả? Chua tôm chất lượng tôm thịt không à.
mẹ con đang bàn trộn thịt chà. Đó đó, ô quay gì đẹp hơn nè, đó quay gì thấy đẹp hơn, ai cũng đẹp nè. Đó chu cha đã dữ trời. Riêu của nó ăn trời ơi, riêu riêu coi gì mà chất lượng dữ cha ơi. Coi nè, đã dữ vậy. Rồi vô tiếp đợt hai. Sai tiếp nữa hả? Ừ, nó nhiều quá, nó đầy quá phải không? Trộn thêm lần rồi cái ngắt xuống cái là thả vô nồi nước đó. Nồi nước đang sôi. Thành riêu còn thành tiếng không có gì đâu. Vô con bỏ lên bẹt cái này cho. Thơm lắm, bỏ con tưởng. Cái riêu thì quá trời mà cái nồi nước chút bẻ quá không biết bao. Vậy là mày nấu một nửa. Nửa riêu à. À. Không, nửa con tươi lại. À. Nó đi con chút nữa chấm nước thêm nữa. Không có ăn về đủ mà. Dài quá. Ăn về đủ mà. Trời ơi, fashion Paris, fashion week nè. Ở dưới đồ bộ mà ở trên đồ hiện đại. Anh nghĩ nhà quê với là thành phố trộn lẫn với nhau. Cái này bỏ con bàn đi cho con gắn tùm lum. Ờ, bỏ con đây đi chứ cho nó rộng cái chứ. Trời ơi. Cái này con là mới mắm ruốc à, cái hũ mắm ruốc để sợ con nhiều quá trời luôn nè. Bỏ con muỗng cà phê. Giờ mẹ đang làm cái gì ạ? Mẹ đang trời đã quay mẹ đang làm cái gì ạ? Đang tao cà. Rồi dạ rồi. Đó, cà chín riêu tôi sẽ đổ lên mặt á. Ừ. Đổ sau. Bỏ nước sôi bỏ riêu trước. Dạ. Đây là nước sôi. Đang bỏ riêu vô. Trời, cái phải nói là cái tô riêu nó chất lượng. Chất lượng dễ sợ luôn, bởi vì con làm thì con chỉ có làm tôm khô. Tôm tươi ở Pháp á, mua đông lạnh nó cũng nhiều tiền lắm. Sẵn tôm khô Việt Nam đem qua quá trời đó, lấy tôm khô làm. Con ở Tho, xa thành phố biển á, thì ăn đồ biển nó rất là cao, ăn thịt ăn đồ thì rẻ. Đã quá, thơm quá, chưa gì phải là thơm. Thơm lận, chút đổ này vô nữa đẹp lắm. Ừ, thơm lận, nấu bún riêu nhanh quá ha. Ừ, nhanh lắm. Cái này là cái nồi nước này là mẹ chỉ nấu từ xương. À cái nồi nước xương. Xương heo. À cái nồi xương là có sẵn nước xương rồi hả? Xương ngọt rồi. À. Bây giờ thêm riêu bỏ qua nữa là quá ngon luôn. À đúng rồi, con tưởng cái nước lọc lọc lạnh. Sao nãy mẹ bắt cái nước xương vô mẹ không nói, không quay. Thì đó. Đó. Để mình trưa lại. Chưa lại nấu nửa riêu hả? Ừ, chưa lại. Thôi chứ làm sao bỏ vô hết được coi nè. Mai mình nấu canh mình ăn. Hủ riêu quá trời mà cái nồi nước liều sắp tràn rồi kìa. Mắm ớt mà tòi làm hủ sẵn bự như gì nè. Hả? Để ăn xong cái múc ra. Đã dễ sợ chưa? Quá trời luôn. Hả? Ok. Đã quá ha, hấp dẫn thiệt rồi chứ. Bê đi tới đây. Quay là cháu ra làm sẵn hả, quay mẹ kìa cháu. Ô quay cái nồi riêu kìa cháu, đã quá. Ừ. Trời ơi nó đổ lên đẹp. Sao mẹ không đợi cái lúc mà bà đổ cà chua vô màu để không quay, đẹp quá trời luôn. Không mà biết mà, trời ơi hấp dẫn quá trời quá đất luôn. Bởi vậy mẹ mới nói thích nấu bún riêu nè. Ừ, con nói khi nào đổ vô nói con quay mà ăn thua. Sắp tới ăn bún riêu, gần ăn bún riêu lên cho mẹ đấy, nếu muộn quá bụng, nếu mà thử vừa không mẹ bỏ muối mắm thêm. Lạc xèo luôn, trời ơi mẹ nấu gì cũng lạc hết trơn. Đây. À giờ bóc phốt cho mẹ luôn cái. Mẹ tôi là nấu ăn cái gì cũng ngon, nhưng mà có một cái là món nào cũng có tóc. Tóc ở trong đồ ăn nhiều. Món nào cũng có một cọng hai cọng tóc. Lâu nó kéo càng sợi. Hả mẹ? Ừ. Mẹ bơ nớt thêm tóc vô cho nó ngon hay sao? Tóc rụng quá trời luôn đi. Tóc phần nhiều khi của mẹ, nhiều khi trong đồ họ bán có nha. Không có đâu mẹ, đó là không có đâu. Con mua đồ chưa giờ thấy tóc á, ví dụ thấy cọng cỏ lạc vô thì có chứ không có tóc. Rồi mình bóc phốt mẹ mình xong rồi nha mọi người. Hấp dẫn đó mẹ. Bán nhiêu tô vậy chị? Khoảng để từ từ gọi hỏi chị ơi, bán bún riêu nhiêu tô vậy? 40 á.
40 hả? 40 ngàn Việt Nam đồng hay là Đan Mạch? 40 đồng Việt Nam. Là nhiêu tiền Việt? Là gần 150 Việt Nam. Trời ơi, mắc quá. Không mắc đâu. Hả? Ở Việt Nam ăn cái 25 ngàn tô mà người ta còn kêu mắc kìa. Ui yeah. Ngon, của Châu hay của ai vậy? Cho một xíu hành vô nữa nè. Ngon, ôi trời đẹp chưa? Đẹp quá, xóa là đẹp luôn nè. Cho xí mắm nữa là ngon á. Bỏ mà mình có thêm một cái thơm rồi. Mẹ. Nghe mẹ. Đó, múc nè. Hồi ở Gia Lai, mẹ sơ mẹ. Mẹ. Hồi ở Chư Sê mẹ bán bún bao nhiêu tô hồi đó? 50 ngàn tô chứ mấy hả? Ờ 10 ngàn, 15 ngàn. Trời ơi rẻ dữ Châu. 15. 15 ngàn hả? Hồi đó lâu lắc lơ về 15 ngàn hả? Tưởng 50 ngàn chứ. 15 ngàn. Vậy hả? Mẹ gánh đi tội lắm. Trời ơi gánh đi bán sáng đi sớm ha. Ừ. Ừ. Ngon quá đi. Đó đẹp quá trời luôn ha. Đó. Con chơi nhiều quá. Không vậy mới đẹp với nhau. Thấy thật ớt mà. Mỗi gia đình ăn mà xong có rau sống họ nói. Không sao. Mình có mua rau sống mà mình cũng ăn. Cừ đã quá. Nhìn hấp dẫn quá. Có gì nấu nói. Cho ít cây gì? Mẹ ăn không thấy màu xanh đâu vậy mẹ? Mẹ không thích xanh hả? Mẹ bỏ rồi đó chứ. Phải có lá xanh xanh cho đẹp chứ. Mẹ mới trộn á. Chu Trang 150 ngàn tiền Việt Nam ở bên Đan Mạch là mua được tô bún riêu này hả? Ăn đi. Ừ. Ăn đi cho. Đẹp á cho à. À. Vừa. Ừ. Ngon cho. Hơi lạc. Hơi lạc chăn mắm vô mẹ nấu gì cũng lạc á. Mẹ ăn sao thấy dừa không? Mẹ thấy lạc không? Lạc. Lạc. Ừ, mẹ muối. Mẹ bỏ có một xíu muối vô các muỗng cà phê muối mà biểu. Ok, ăn lạc cho nó tốt. Mẹ bị cao huyết áp á. Cao áp ừ. Này cả nhà hấp dẫn chưa cả nhà? Đã chưa? Chu chè. Mời mọi người ăn nha. Chu chè ngon quá. Ngon hả? Mẹ cho 3 cục riêu luôn hả? Chu chè. Ngon hấp dẫn quá. Quá ngon. Ừ. Mẹ nấu ngon rồi. Mẹ. Hơi lạ. Mẹ không bỏ chút cà cua vô là quá màu sắc luôn á. Mẹ không cà cua vậy? Cà cua đâu? Mẹ không có màu cà cua hả? Có bỏ mẹ vô rồi đó nhưng mà ít. Ngon xuất sắc luôn. Ngon. Mẹ sao có bỏ màu vô mà ít? Đăng lên chu chè. Trời ơi cái cục riêu nó thơm mẹ, nó ngon gì đâu mẹ không? Ngon hả? Ngon, để mẹ mẹ chưa ngồi ăn mẹ làm gì nữa vậy? Mẹ thêm ăn miếng ớt vô nữa. Nó mẹ đã. Ui chuột cha. Thấy ngon quá mọi người ơi. Nói chung á. Thơm ngon không? Lâu ngày không ăn bún riêu mẹ nấu giờ ăn thấy ngon bé cháy bà chét luôn. Mẹ ăn có thêm rau mẹ ăn vô rau cục riêu. Mình cho một miếng ớt gì nữa. Rồi ăn phê phải biết. Quá trời ớt luôn á. Ngon. Thơm không? Ngon. Riêu thơm lắm. Ừ. Hồi xưa mình làm thì bán thì họ khen không? Không thấy biết Châu bên đó. Không sao hả? Châu. Thấy mẹ chú Trang ok hả? Thấy được ạ. Mẹ ăn riêu bỏ canh rau kìa. Ngồi đây nè. Tại con ăn tay trái, con mà xích tới nữa là con đụng tay. Ngon quá. Nấu giấy không? Ngon kinh khủng khiếp. Ui da, giờ mình tắt video, mình chào mọi người xong rồi. Để mình dứt cái vô cái tô này. Ha. Cái tô này ăn đảo á, cái riêu á mẹ. Ờ mình mời cả nhà ăn mời rồi. Mẹ nói nè, cái riêu nó mềm mà nó ngon ghê, cái thịt tôm nhiều quá, thịt ba chỉ. Thịt tôm nhiều thì bỏ quá trời tôm luôn. Có nạc có mỡ thì mới ngon. Ngon dễ sợ mẹ ơi. Ô sao cái ớt này nó không cay vậy mẹ? Ngon quá. Ừ, nó không cay đó, cho nên Trang bỏ nhiều ớt là vậy đó. Ăn luôn. Không cay. Mẹ mua ớt tươi mà. Con cầm ít cay. Quá ngon. Tại cái ớt con mua, em mua ớt ông đá. Trời ơi nó cay, nó cay đến tận ngon. Mẹ cầm ít cay. Tốt mẹ cầm đó hả? Bữa cho thím hồi lâu rồi, cho thím xím nói ớt chỉ đông không cay. Thím cũng lắm cay. Không ghen. Vậy là mẹ không biết ghen hả? Riêu vừa ăn ngon.
ngon. Ừ. Không có mặn. Quá ngon. Ngon xuất sắc mọi người. Chung bán vậy thôi là hồi ăn đông á. Ừ. Bán gì ăn đông á, bán đắt á. Ngon quá trời quá đắt. 40 đồng là hơi bị rẻ nha mẹ. Mày bỏ mơ gà tôm mày bỏ cái đầu mày nhúng vào đầu đũa mày bỏ. Mày bỏ thêm một xíu nữa. Ừ, nó đẹp. Lên đi. Đỏ. Chân cảm ơn mọi người đã xem video đến tận giây phút này nhé. Xin chào và hẹn vào video tiếp theo. Chào cái xin gì chào mà... cả nhà cho một video. Like và chia sẻ. Chào cái camera nó rung giống như cho một đất. Trái tim cũng được. Bye bye. Bye.